Today I'm making banana bread. Sugar. Đường. Bread. Bánh mì. Milk. Sữa tươi. Salt. Muối. Baking powder. Bột nổi. Sugar. Bây giờ chuối. Banana. Giờ tới chuối. Ok. Sắc chuối vào. Stir it up. Okay. Okay. Now put in the mold. Bacon. Push it down everywhere. Thế rất là ngon không các bạn? This is done à. Oh, delicious. Đó. Done. Very good.